Akira xin kính chúc cho tất cả quý vị ở đảo Bình Ba luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ. Nhất là mỗi lần mà đoàn của chúng ta về đây thì tất cả quý vị hãy cố gắng để đi để mà cùng có cái sự giao lưu và được Akira cũng rất là vui, cũng như là các anh em nghệ sĩ cũng rất là vui khi mà được phục vụ. Tại vì quý vị biết Akira cũng bay mới vừa tour diễn một tháng ở bên châu Âu về, và bay từ Sài Gòn bay ra ngoài Cam Ranh, sau đó đi tàu ở bên đây, và rất là mong mỏi. Tại vì Akira nhớ là đợt trước Akira cũng có về đảo Bình Ba, và các bạn khán giả ở đây có một cái sự quyến luyến và hay nhắn tin trên fanpage Akira Fan của Aki, nên bởi vậy là Aki rất là mong muốn để được trở về đây hát để tặng cho quý vị, và hôm nay đã được mãn nguyện rồi. Quý vị có vui không ạ? Vui thì nhớ hôm nay phải sôi động, phải vui hơn nha. Bây giờ Akira sẽ hát một bài hát mà đa số là ở bên châu Âu Akira đi diễn là khán giả đi xem cái nhạc, thậm chí còn chủ yếu là thích khiêu vũ, thích rất là thích nhảy. Và Akira sẽ hát một bài hát theo vũ điệu street để cho quý vị ở đây, nếu mà quý vị hãy cứ tự tin lên nha, tự tin lên, mạnh mẽ lên và đứng lên nhảy cùng Akira luôn cho vui. Ca khúc được mang tựa đề nói về một chàng trai ghen ơi là ghen, giống như là khi mỗi lần mà mình thấy người yêu của mình hay bạn gái của mình mà có một cái gì đó mà coi như làm mình lo âu hoặc phòng lo sợ thì mình rất là ghen. Và xin gửi đến quý vị ca khúc Ghen. Một tràng pháo tay được lớn được không ạ? Xin cảm ơn ạ. Rồi nhảy á, bên này rồi đó. Nhảy street nha. Akira biết là ngoài các bạn trẻ ở đây, các em bé, các anh chị ở phía sau cũng rất là hào hứng cho buổi hôm nay, và có thể chung vui cùng Akira với ca khúc Street Gang này nha. Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chìm đêm. Những lúc có tôi và mắt chị nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi, tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nằm buồn, đừng tắm chiều nay về lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô từng xứng chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại
dẫu chỉ qua rồi khách lại qua, nghĩa là đến quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi. Quý vị có thấy vui không ạ? Yeah. Chính là những cái điều khích lệ nhất cho anh em nghệ sĩ đêm nay. Và quý vị cứ cứ sôi động, cứ vui tươi, cứ cuồng nhiệt như vậy thì là các anh em nghệ sĩ rất là hưng phấn và trên sân khấu sẽ diễn hết mình cho tất cả quý vị ha. Bây giờ Aki sẽ có một cái câu chuyện này Aki sẽ kể cho quý vị nghe. Không biết là quý vị đã nghe chưa, nhưng mà chắc chắn là chưa nghe. Nói về quý vị biết chuyện tình của bà Lan với ông Đẹp không? Biết không? Biết sao kể coi. Những gì quý vị biết trên TV cũng như là trên báo chí, trên đài, tất cả đều là một tí thôi, chưa có hết đâu. Aki sẽ kể cho. Cái mối tình này của ông Lan, ông Điệp với bà Lan rất là kinh khủng khiếp. Các bạn biết không, ngày xưa cái chuyện tình của ông Điệp với bà Lan đó là hai người này họ yêu nhau, rồi bắt đầu cái họ dẫn nhau đi tới đảo Bình Ba để họ tắm biển kiểu như là thư giãn á. Thì bắt đầu cái cô bà Lan á, bà bơi thì tự nhiên bà bị dập bẻ, bắt đầu cái bà bị dập bẻ xong bà giơ tay lên kêu cứu cứu cứu, mà ngặt cái ông Đẹp không biết bơi. Nó ông không biết bơi, bởi vậy cái bắt đầu ổng mới nhờ người nào cứu chạy xuống cứu, mà làm cho bà cứu trễ đúng không? Cái bà uống nhiều nước quá, bắt đầu bà như ngọc, bà cố gắng bà chòi, còn bà bơi vô được tới bờ. Và từ đó bà giận ông Điệp, bà không thèm quen ông Điệp nữa, mặc dù bà rất là thương. Bắt đầu bà mới lên chùa, bà tu trên chùa Thiếu Lâm Tự đó. Thì trên cái chùa Thiếu Lâm Tự này có 18 vị La Hán, mấy ông đó cao tăng, ổng giỏi lắm. Bắt đầu ổng mới bảo vệ bà Lan. Thì ông Điệp ổng cây cú mà, ổng biết là võ công của ổng không có bằng được mấy ông Thiếu Lâm Tự. Bắt đầu ổng mới về, ổng đi gặp cái ông Dương Quá trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, đó là Akira đó. Bắt đầu ổng mới mượn cái cuốn Cửu Âm Chân Tay đó, ổng mới luyện Cửu Âm Chân Kinh. Xong bắt đầu cái ổng mới lên, ổng sau khi mà lên ổng đại náo Thiếu Lâm Tự xong, ổng diệt được 18 vị La Quyền rồi. Bắt đầu còn bà Lan bà đi ở đâu, bà Lan bám mày mò sao bà mua được cái súng, cái bà móc cái súng rồi bà bắn chiu. Cái tự nhiên cái ông Đẹp ổng sợ quá, ổng coi giờ ổng chạy. Và đó là cái chuyện tình của bà Lan với ông Đẹp trong cái bài hát này. Aki sẽ hát và có cái đoạn mà coi như là ông Đẹp ổng luyện của ông chân kinh, rồi bà Lan mà móc súng rồi bắn dằn mặt ông Đẹp á, nó cho mọi người nghe. Sau đây remix chuyện tình Lan và Đẹp, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời ơi, ở dưới nói là mày trên đây trên sân khấu chém gió kinh khủng khiếp.
mấy cái chuyện tào lao. Nó quay đi, mày chuyện đó mày. Không tào lao sao mới bị cười được. Ok ạ. À. Remix chuyện tình Lan và Điệp. Ở đây nếu như mà ai thuộc mà chuyện tình Lan và Điệp có thể lên đây hát remix với Aki luôn nha. Hai chúng mình luyện của ông chương trình. Đó, bắt đầu nè. Cái khúc này là ông Điệp ổng luyện của ông chương trình nè. Hey. Lan bóng súng nè. Thấy chưa? Aki phối đúng theo cái chuyện của nó luôn đó. Ai tên Lan và ai tên Điệp có thể lên đây nhảy con Makeda luôn cho vui nha. Hát cũng được luôn nha. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài thơ. Hồi ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô hạn, quyền thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chú đồ chùa xong, chiều tan chiều về Điệp cùng Lan chung bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, Lan khóc đợi người đi. Khúc này chỉ là ghê nè. Lần cuối đè Lan vô vách núi, ăn chuối đi Lan, anh thương Lan vô cùng. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt cống hơn đời vì anh. Hey! Nhưng đâu ai ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai đời quá chu cày duyên đánh lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui trốn từ đây, vui trốn từ đây. Lỡ một bụng đàn, phải chăng tình đời là vòng dây bán trái. Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đâu. Nàng sống mà tim như đã chết, duyên bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thứ thay cho nàng vì thề non nước sẽ không thừa từ bi. Yeah. Những bàn tay xinh đẹp của tất cả quý vị đâu khách ơi. Thank you. Súng đã bóng ra rồi, bắn tiếp đi nào. Chiu 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 chiu. Đây là một khúc rất là nổi tiếng mà Kira đã remix lại. Và nếu có gì sơ sót thì mong quý vị thông cảm bỏ qua nha. Chúng ta vui là chính nha quý vị. Yeah. Nhưng không ai ngờ lời xưa đang chứng minh khi đời tan vỡ. Lan đau buồn quá khi hay Điệp đang đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui trốn từ đây, vui trốn từ đây. Lỡ một bụng đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, duyên bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thứ thay cho nàng để thề non nước nấu thân cửa từng bi. Yes.
Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Và phần trình diễn của Akira đến đây là hết rồi. Ngày mai Akira sẽ trở lại và hát thật nhiều bài hát hơn quý vị yêu cầu. Và đêm nay Akira sẽ vẫn còn ở lại đây. Quý vị nào mà có dịp gặp Akira cứ mạnh dạn lại ở ngoài nha. Gặp Akira ở ngoài cứ mạnh dạn lại chụp hình hoặc là đựng má Akira cũng được, hoặc là cho Akira cái gì ăn cũng được. Ok ạ. Arigato sayonara. Xin chào và hẹn lại. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ của quý vị đã dành cho Akira. Và đêm mai Akira sẽ hát nhiều hơn để phục vụ quý vị. Bây giờ một gương mặt trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến chương trình chúng ta những bài hát dễ thương. Tin chắc rằng quý vị sẽ hài lòng và đón nhận với giọng ca trẻ này. Một tràng vỗ tay dành cho ca sĩ Diệp Tư Đồng. Quá các bạn. Nhìn từ đầu thì nhờ tất cả các cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào xin chào nhé. Chúng ta trở lại lớn lên đừng nghĩ soi lòng đâu à. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Hằng mong anh đôi nhớ vây quanh sao thêm tâm xa. Các bạn muốn ở lại coi Lưu Chí Vĩ không? Hello các bạn. Ok, sẽ ở lại chờ anh Lưu Chí Vĩ hát xong rồi cho các bạn xem ha. Một lát nữa anh Vĩ lên là Kỳ sẽ live stream tiếp nha các bạn. Một lát nữa tới anh Vĩ lên IG sẽ live stream nha. Bây giờ IG tắt nha. Rồi IG ngồi chơi một chút với mọi người ha. Xin chào các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang thích một trong những sáng tác